Vậy lý thuyết chúng ta như sau, các em nhớ nhé. Các bước rút gọn một biểu thức, các em cần ghi chép cẩn thận cái phần này cho thầy. Để các em bám sát vào các bước này để chúng ta làm tốt một bài rút gọn. Các em nhớ nhé, bám sát vào các bước này để chúng ta làm tốt một bài rút gọn. Đầu tiên là bước 1. Bước 1 là các em phải tìm điều kiện của biểu thức nếu đề bài chưa cho điều kiện. Một số đề bài người ta đã cho sẵn điều kiện các em rồi thì các em không cần phải tìm điều kiện nữa. Nhưng mà một số bài người ta chưa cho điều kiện thì các em cần phải tìm điều kiện. Ok chưa? Tìm điều kiện thì chúng ta đã học hẳn một dạng bài toán để tìm điều kiện để cho một biểu thức căn bậc hai có nghĩa ở các clip trước. Đúng không nào? Nếu bạn nào mà chưa biết cách tìm điều kiện cho một biểu thức căn bậc hai có nghĩa thì các em cần phải xem lại clip liên quan đến tìm điều kiện. Được chưa? Bước 2. Đơn giản biểu thức dựa vào vận dụng linh hoạt phù hợp các biến đổi đơn giản. Ok. Biến đổi đơn giản là biến đổi gì? Biến đổi về khai căn, về đưa thừa số vào trong căn, ra ngoài căn và trục căn thức ở mẫu. Được chưa? Nhớ bước 2 này nhá. Ok chưa? Ba cái biến đổi này chúng ta cũng đã được làm rất nhiều.